Bài tập 1 trong tờ ôn tập thuộc dạng 1, viết phương trình hóa học, xác định loại phản ứng. Em đọc đề. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của khí hydro với các chất khí oxy, sắt 3 oxit, thủy ngân 2 oxit. Ghi rõ điều kiện phản ứng, xác định chất có tính khử ở các phản ứng trên và giải thích. Đề yêu cầu viết phương trình hóa học của hydro với các chất có công thức O2, Fe2O3, HGO. Từ đây, ta viết được 3 phản ứng với các chất tham gia như sau. Trong các phản ứng hóa học này thì các em thấy là hydro đã chiếm nguyên tố oxy để tạo ra nước như phản ứng số 1, các em cân bằng. Phản ứng số 2, hydro chiếm nguyên tố oxy của hợp chất Fe2O3 tạo ra nước và kim loại sắt Fe, các em cân bằng phản ứng. Tương tự phản ứng số 3, sản phẩm tạo thành đó là nước và thủy ngân HG. Ở đây thì các em thấy hydro chiếm nguyên tố oxy, ta kết luận hydro có tính khử. Và đây là phần đáp án đầy đủ của bài tập 1 tờ ôn tập. Qua bài tập vừa rồi, các em hãy cho biết tính chất hóa học nào của khí hydro đã được vận dụng để giải bài tập 1. Đó là tính chất hóa học khí hydro tác dụng với khí oxy và khí hydro tác dụng với một số oxit kim loại. Qua đây ta kết luận lại một lần nữa, khí hydro đã chiếm nguyên tố oxy và khí hydro có tính khử. Em đọc đề bài 2 trong tờ ôn tập. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại như kẽm, đồng, nhôm và dung dịch axit sulfuric loãng H2SO4. Hãy viết phương trình phản ứng có thể có để điều chế khí hydro từ các chất trên. Cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì. Dựa vào đề bài, ta xác định đây là phản ứng điều chế khí hydro từ các kim loại và dung dịch axit. Để làm được bài này, em hãy nhớ phương trình tổng quát điều chế khí hydro. Cô lưu ý, khi chọn kim loại tác dụng với dung dịch axit thì các em hãy trừ ra các kim loại sau: đồng, thủy ngân, bạc, platin, vàng là những kim loại không tác dụng với dung dịch axit mà các em thường nhớ câu nhắc ha. Cửa, hàng, á, phi, âu là những kim loại không tác dụng với dung dịch axit. Từ các chất đề bài cho, em sắp xếp được 3 phản ứng hóa học có thể xảy ra như sau. Trong đó kim loại đồng không tác dụng được với dung dịch axit nên ta đặt dấu gạch chéo trên dấu mũi tên, tức là phản ứng hóa học này không xảy ra. Còn hai phản ứng còn lại, Zn tác dụng với H2SO4 tạo ra ZnSO4 và khí hydro. Xét nhanh quy tắc hóa trị cho hợp chất này và hoàn thành phương trình hóa học. Phản ứng nhôm tác dụng với axit sulfuric H2SO4 tạo ra hợp chất nhôm sunfat và khí hydro. Chỉ số 2 và số 3 trong hợp chất là do nhôm có hóa trị 3 và SO4 có hóa trị 2. Ta cân bằng phản ứng như sau. Các phản ứng hóa học này đều là phản ứng giữa đơn chất và hợp chất. Trong đó nguyên tử của đơn chất đã thế chỗ cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất, nên ta gọi đây là phản ứng thế. Dạng viết phương trình hóa học tiếp theo là bổ túc phương trình hóa học như đề bài 3 trong tờ ôn tập. Em nhìn vào đề bài sẽ thấy là đề cho mình một phản ứng hóa học chưa hoàn chỉnh, thiếu chất phản ứng, thiếu sản phẩm. Nhiệm vụ của mình là chọn chất nào phù hợp, điền vào chỗ dấu chấm hỏi và hoàn thành phương trình hóa học. Để làm được phần này, em nhớ lại các phương trình tổng quát mình đã được học ở các bài trước. Cô hướng dẫn giải bài tập 3A trong tờ ôn tập. Em thấy đề cho mình khí hydro là chất phản ứng, sản phẩm là kim loại chì. Em sẽ áp dụng phương trình tổng quát khí hydro khử một số oxit kim loại. Đầu tiên ta sẽ chép lại cái đề và chừa sẵn những chỗ trống để chọn chất phù hợp điền vô. Ở đây ta cần điền vào một oxit kim loại. Ta nhìn ở đây là tạo ra kim loại chì thì ta điền vào oxit kim loại của chì BBO. Thì khí hydro sẽ chiếm nguyên tố oxy của BBO và tạo thành PB và nước.
ta hình thành phương trình. Cô hướng dẫn tiếp bài 3B. Em thấy đề cho chất phản ứng là axit và sản phẩm đó là khí hydro. Đây chính là phản ứng điều chế khí hydro với phương trình tổng quát cho kim loại tác dụng với dung dịch axit. Thì ta cần điền chất phản ứng ở đây là kim loại. Em viết lại cái đề và chừa sẵn chỗ trống để chọn chất phù hợp điền vào. Đây cô chọn kim loại magie. Cho magie tác dụng với axit sulfuric H2SO4. Magie sẽ thế chỗ cho nguyên tử nguyên tố hydro và sau phản ứng ta thu được khí hydro. Sản phẩm là magie SO4. Xét nhanh quy tắc hóa trị và các em hoàn thành phương trình hóa học. Với cách làm vừa rồi, ta vận dụng vào dạng bài tập chuỗi phản ứng hóa học. Bài số 4 tổ ôn tập thực hiện chuỗi phản ứng sau. Xét chuỗi phản ứng A. Nhìn vào chuỗi phản ứng em sẽ thấy gồm nhiều mũi tên thì ta hiểu. Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Ở đây ta có 3 mũi tên tương ứng với 3 phản ứng hóa học. Xét mũi tên đầu tiên, từ nhôm tạo ra khí hydro. Ta suy luận như sau. Nhôm là kim loại mà tạo ra khí hydro. Vậy, nhôm cần tác dụng với axit. Ở đây ta chọn axit lauric HCl, tạo ra hợp chất của nhôm và clo. Xét nhanh quy tắc hóa trị, em được sản phẩm là AlCl3. Và em hoàn thành phương trình hóa học. Xét mũi tên số 2, từ khí hydro và tạo ra kim loại đồng. Thì khí hydro sẽ tác dụng với oxit kim loại. Thì oxit kim loại ở đây chính là oxit của đồng ha, là đồng 2 oxit CO. Hydro sẽ chiếm nguyên tố oxy, tạo ra nước và kim loại đồng. Các em hoàn thành phương trình. Phản ứng cuối cùng, mũi tên số 3. Ta có từ kim loại đồng tạo ra hợp chất CO. Thì sau phản ứng ta thấy hợp chất này gồm nguyên tố đồng và nguyên tố oxy. Vậy trước phản ứng, kim loại đồng cần tác dụng với khí oxy. Các em hoàn thành phương trình. Vậy ta vừa thực hiện xong một chuỗi phản ứng hóa học. Dạng 3, nêu hiện tượng thí nghiệm. Nêu hiện tượng là nêu những gì thấy được khi quan sát thí nghiệm, có thể là sự thay đổi về màu sắc, trạng thái hoặc tỏa nhiệt, phát sáng. Nhận xét là xác định chất đã tham gia phản ứng và các sản phẩm tạo thành, sau đó viết phương trình minh họa. Để minh họa cho dạng bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai thí nghiệm đã được quan sát ở chủ đề hydro. Thí nghiệm thứ nhất, cho kẽm vào axit HCl. Chúng ta thấy trên bề mặt xuất hiện những bọt khí, sau một thời gian kích thước kẽm nhỏ dần. Vậy hiện tượng ghi nhận lại, sủi bọt khí, kẽm tan dần. Kẽm tan dần là do kẽm tác dụng với axit, sủi bọt khí là do có khí H2 tạo thành. Nhận xét, kẽm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch muối không màu và khí H2 bay lên. Hoàn thành phương trình hóa học. Khi viết phương trình hóa học, chú ý cân bằng và viết đúng công thức hóa học. Ví dụ, Zn hóa trị 2 nên chỉ số của Cl là 2. Cl hóa trị 1 nên chỉ số của Zn là 1. Chỉ số 1 không ghi. Vậy công thức đúng là ZnCl2. Thí nghiệm 2, khi dẫn hydro qua bột đồng 2 oxit đun nóng, chúng ta sẽ thấy CuO từ chất màu đen chuyển dần thành chất mới màu đỏ gạch, xuất hiện hơi nước trên thành ống thủy tinh. Nhận xét, CuO tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại Cu màu đỏ gạch và hơi nước. Sau đó, hoàn thành phần phương trình hóa học.